Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Tư ngày 7 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Hỗ trợ đầu tư xây dựng vùng chè công nghệ cao. Những bất cập về nhà vệ sinh trong trường học ở thành phố Đà Lạt. Quyết đường rớt giá, người dân đắn đo trong việc tái đầu tư. Công bố thiết bị cấy ghép thần kinh nhân tạo giúp người liệt có thể di chuyển bình thường. Gia làng Gia Bá với công tác bảo tồn và giữ gìn văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số trên cao nguyên Lâm Đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6. Chiều hôm qua 6 tháng 11, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án luật Công an Nhân dân sửa đổi. Đa số ý kiến các đại biểu đều cho rằng việc sửa đổi luật là cần thiết, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, cũng như hướng tới tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu quả của lực lượng Công an Nhân dân. Đi sâu vào dự luật, các đại biểu Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận về quy định xây dựng công an xã chính quy, phát triển công nghiệp an ninh, quy định về trần cấp tướng, số lượng cấp tướng, v.v. Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo luật này. Các đại biểu của đoàn Lâm Đồng cùng với các đại biểu Quốc hội khác cơ bản tán thành quy định như dự thảo luật. Tuy nhiên, vẫn còn đại biểu băn khoăn về một số điều khoản của dự luật về cấp hàm tướng như số lượng, trần quân hàm cấp tướng ở các cục, các đô thị loại 1 và đề nghị rà soát đối với từng vị trí có cấp bậc hàm để tương đương với quân đội nhằm đảm bảo theo quy định của Bộ Chính trị. Về vấn đề phong cấp bậc quân hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, công an, đại biểu Quốc hội đề nghị nên dựa vào chức danh của bộ máy chứ không nên xét theo mức lương, thâm niên công tác để phong quân hàm như hiện nay. Tôi cho rằng việc quy định đối tượng xét phong cấp bậc hàm cán bộ công chức viên chức hoặc người tốt nghiệp cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyển chọn vào Công an Nhân dân thì căn cứ vào trình độ được đào tạo, quá trình công tác, nhiệm vụ được giao và bậc lương để xếp, để phong cấp bậc quân hàm tương ứng tại điểm B khoảng 1.22 là chưa hợp lý. Theo tinh thần của nghị quyết Trung ương 7 sẽ tiến hành cải cách về tiền lương. Công an Nhân dân là một lực lượng đặc thù trong bộ máy nhà nước nhưng cũng phải được điều chỉnh trong tổng thể nói chung. Phải xác định được vị trí việc làm và chức danh để xác định về chế độ tiền lương. Do đó, chỉ căn cứ vào trình độ được đào tạo, quá trình công tác, nhiệm vụ được giao và bậc lương được sắp xếp để phong cấp quân hàm tương ứng như dự thảo của dự án luật là chưa thật sự phù hợp. Việc phong cấp bậc phải dựa vào các chức danh trong bộ máy tổ chức, tránh trường hợp nhiều bậc quân hàm cao nhưng không giữ chức danh chủ chốt như hiện nay. Đặc biệt, cần phải quy định rõ về tiêu chí xét phong hàm cấp tá, cấp tướng khi bố trí chức danh là đạo chứ không phải theo niên hạn và thời gian như hiện nay. Đối với vấn đề bố trí lực lượng công an chính quy tại xã, nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, nhằm đảm bảo hoạt động giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, các đại biểu cũng lưu ý dự án luật cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, có lộ trình từng bước chính quy hóa lực lượng công an xã, tránh xáo trộn và ảnh hưởng đến lực lượng công an xã đang hoạt động hiện nay, đồng thời có đánh giá tác động đối với lực lượng công an xã vô dư sau khi sắp xếp. Đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu cần có một chương riêng quy định cụ thể về xây dựng lực lượng công an xã chính quy. Bởi lẽ, hiện nay cả hệ thống chính trị đang tập trung thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy. Cần quy định cụ thể về vấn đề xây dựng lực lượng công an xã chính quy để tạo cơ sở pháp lý về tổ chức thực hiện đồng bộ trong cả nước. Việc tổ chức công an chính quy ở xã là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và cần thiết để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Tuy nhiên, về lộ trình cần có những quy định cụ thể chặt chẽ để áp dụng một cách thống nhất. Nếu bố trí công an xã chính quy ở xã thì lực lượng công an xã hiện nay sẽ giải quyết như thế nào? Phần lớn lực lượng công an xã không bảo đảm các tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện về bằng cấp nghiệp vụ để chuyển thành công an chính quy, nhưng họ lại là những lực lượng có kinh nghiệm thực tiễn nắm bắt địa bàn, đối tượng. Ngoài ra, tổ chức công an chính quy ở xã vừa là chính quy vừa là bán chuyên trách thì rất khó khăn. Đối với công an xã không phải là công an chính quy thì sẽ áp dụng chế độ tuyển chọn hay là tuyển dụng, cơ quan nào tuyển chọn, chế độ chính sách như thế nào thì đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu và sớm có quy định để hạn chế các tác động tiêu cực đến lực lượng công an xã đã và đang hoạt động thực tế hiện nay ở địa phương. Đồng thời đề nghị nên quy định cụ thể trong luật một số nội dung về điều kiện, lộ trình thực hiện việc tổ chức công an chính quy ở xã để thống nhất thực hiện và bảo đảm tính ổn định lâu dài của pháp luật. Về quy định lập đồn, trạm, đơn vị công an độc lập, đa số các đại biểu cho rằng điều này là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong từng thời điểm và địa bàn nhất định.
Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị trong quá trình thực hiện, những đơn vị này được thành lập theo trình tự thủ tục chặt chẽ do Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp quyết định, có chức năng nhiệm vụ riêng theo quy định tại thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, không chồng chéo với các đơn vị công an khác và đơn vị quân đội. Về công nghiệp an ninh, một số ý kiến cho rằng nền công nghiệp an ninh hiện nay còn có nhiều hạn chế, quy mô nhỏ, sản phẩm chất lượng thấp, chưa đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trang bị, đảm bảo an toàn an ninh cho lực lượng thi hành pháp luật. Vì vậy, cần có quy định cụ thể, tạo pháp lý cho phát triển công nghiệp an ninh. Tuy nhiên, việc xây dựng công nghiệp an ninh phải thống nhất với công nghiệp quốc phòng, tránh chồng chéo trong hoạt động sản xuất, đảm bảo hiệu quả đầu tư nguồn lực của nhà nước. Chuyển sang lĩnh vực nông nghiệp, chiều hôm qua 6 tháng 11 tại thành phố Đà Lạt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang đã có chương trình làm việc trao đổi kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và ký kết hợp tác phát triển nông nghiệp giai đoạn 2018-2020. Theo đó, hai địa phương sẽ cùng phối hợp đào tạo tập huấn, xây dựng các mô hình trong nông nghiệp, tổ chức các đoàn tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổ chức thực hiện phát triển vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao. Mặt khác, sẽ chia sẻ kinh nghiệm về các kiến thức liên kết sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả. Trong công tác tổ chức cán bộ, công tác cải cách thủ tục hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy, mỗi tỉnh xây dựng một mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đồng thời lựa chọn giới thiệu các tổ chức cá nhân được cấp giấy chứng nhận việc gáp, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu thông tin tình hình nông sản, các sản phẩm, ngành nghề tại hai địa phương để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hai tỉnh. Trao đổi thông tin xúc tiến thương mại, giới thiệu và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hai tỉnh thực hiện đầu tư. Các nội dung hợp tác trên là triển khai thực hiện nghiêm túc biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Ủy ban Nhân dân Hậu Giang và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020 đã được ký kết trong tháng 9 năm 2018. Đây cũng là cơ hội để phát huy tiềm năng thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp của hai tỉnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả các hoạt động về quản lý nhà nước chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và tạo điều kiện thuận lợi trong hợp tác đầu tư, tiêu thụ nguyên liệu, nông lâm sản. Để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè, Lâm Đồng tập trung xây dựng 600 hectare chè công nghệ cao tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, diện tích chè toàn tỉnh hiện có trên 21.000 hectare, tập trung chủ yếu ở Bảo Lâm, Bảo Lộc và Di Linh. Tuy nhiên, diện tích chè canh tác theo hướng công nghệ cao của Lâm Đồng chỉ đạt 6.340 hectare, trong đó chè chất lượng cao Âu Long 2.280 hectare và trên 4.000 hectare chè cành cao sản. Hiện nay diện tích và sản lượng chè liên tục giảm và chủng loại chất lượng giá trị sản phẩm chè Lâm Đồng còn thấp, tính cạnh tranh chưa cao. Vì vậy, Lâm Đồng tập trung xây dựng hai vùng chè công nghệ cao tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm để nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm chè phục vụ xuất khẩu. Để thực hiện đề án này, Lâm Đồng đã triển khai nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích nhân dân các địa phương phát triển cây chè, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình lai tạo giống, chăm sóc, chế biến và bảo quản sản phẩm. Trong đó tập trung hỗ trợ giá các giống chè mới để trồng thay thế, trồng mới, cấp phát thiết bị chế biến bảo quản sản phẩm chè, thực hiện các mô hình điểm về ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời tiếp tục phát triển một số giống chè có khả năng sinh trưởng phù hợp với chất đất ở địa phương, như Âu Long, Kim Tuyên, Phúc Văn Tiên, làm cơ sở phát triển ngành chế biến sản xuất các loại trà Âu Long, trà xanh cao cấp. Theo Trung tâm Nông nghiệp thành phố Đà Lạt, hiện có 9 đơn vị nuôi cấy mô trên địa bàn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cơ sở sản xuất hơn 16,6 triệu cây giống rau hoa sản xuất mỗi năm. Trong đó, dẫn đầu với năng lực sản xuất 10 triệu cây giống hoa cấy mô mỗi năm thuộc về cơ sở giống cây trồng Phan Sinh Đà Lạt, với 10 triệu cây hoa các loại. Còn lại 8 đơn vị cấy mô gồm Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Sườn Hoa Đà Lạt, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Kỹ thuật Nông nghiệp Lâm Đồng, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây Sao và Hoa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bonifarm, Cơ sở Lê Mai Tâm, Cơ sở Lê Mai Trung và Cơ sở Nga Sĩ. Mỗi đơn vị với năng lực sản xuất mỗi năm từ 150.000 đến trên 3 triệu cây giống rau hoa các loại. Qua hiệu quả của việc sản xuất cây giống cấy mô đảm bảo chất lượng giống sạch bệnh sẽ góp phần vào việc gia tăng năng suất chất lượng nông sản cho địa phương. Theo chương trình thời sự tối nay,
xử lý nghiêm đối với các trường hợp tổ chức cá nhân vi phạm quy định trong việc khai thác các lòng sông, suối trên địa bàn tỉnh. Bất cập về nhà vệ sinh trong trường học ở thành phố Đà Lạt. Thực hiện tháng cao điểm chung tay đóng góp vì người nghèo, chiều nay 7 tháng 11, Học viện Lục quân tổ chức đợt phát động quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo. Tham dự có Thiếu tướng Lê Quang Xuân, Chính ủy và lãnh đạo Ban Giám đốc Học viện Lục quân. Với tinh thần tương thân tương ái, tại lễ phát động đóng góp quỹ vì người nghèo năm nay, cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên quốc phòng và chiến sĩ trong toàn học viện tham gia ủng hộ được trên 600 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được học viện triển khai xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và đảm bảo các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Lê Quang Xuân, Chính ủy Học viện Lục quân khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tình cảm của cán bộ giáo viên, học viên, chiến sĩ của học viện thể hiện sự sẻ chia, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Cùng với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua hoạt động chung tay vì người nghèo, công tác dân vận được Học viện Lục quân triển khai có hiệu quả. Những việc làm công trình của đơn vị để lại hình ảnh đẹp, được chính quyền và nhân dân quý mến, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, thế trận, lòng dân vững chắc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh quản lý khai thác các lòng sông suối. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh kịp thời chấn chỉnh khắc phục, hạn chế tình trạng khai thác cát quá mức, khai thác cát trái phép đã tác động tiêu cực đến dòng chảy, hạ thấp lòng sông, gây sạt lở bờ, bãi sông, suối, gây thiệt hại tài sản của nhân dân, tác động xấu đến nguồn lực và môi trường. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch trong năm 2019 để kiểm tra, rà soát toàn bộ việc khai thác các lòng sông, suối và chấp hành các quy định theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, thực hiện tốt tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh giải pháp xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định. Thực hiện chỉ thị 4316 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 12 tháng 10 năm 2018 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chỉ thị nêu trên nhằm để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục trong tỉnh cần quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý trong trường học, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để giáo dục hướng dẫn về bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý, phù hợp với độ tuổi, thể trạng của trẻ em, học sinh và điều kiện của gia đình trẻ em học sinh. Ngoài ra, các trường học có tổ chức ăn bán trú và có căng tin trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm đối với nhân viên, người làm việc tại nhà ăn, căng tin, nhà bếp, kho chứa thực phẩm, các trang thiết bị bảo quản chế biến thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh để chế biến thức ăn, không ký hợp đồng sử dụng suất ăn chế biến sẵn, không đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đồng thời tổ chức kiểm tra giám sát và phối hợp kiểm tra giám sát về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, phát hiện những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm và thông báo ngay cho các cơ quan chức năng tại địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, thì nhà vệ sinh dành cho học sinh cũng là một trong những vấn đề được phụ huynh và học sinh quan tâm chú trọng, bởi nó giải quyết nhu cầu cần thiết cho các em học sinh. Vậy, thực trạng nhà vệ sinh ở các trường học hiện nay tại thành phố Đà Lạt ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Nằm ngay trung tâm thành phố, thế nhưng nhiều năm trở lại đây, mỗi khi học sinh trường tiểu học Mê Linh Đà Lạt muốn đi tiểu tiện, nhưng khi vừa bước chân vào khu vực nhà vệ sinh thì phải rụt chân, bịt mũi bởi mùi hôi bốc ra từ khu vực nhà vệ sinh, kèm theo đó là sự nhếch nhác, dơ bẩn. Trong nhà vệ sinh hôi quá nên con mới về nhà, con mới đi. Mình đi nhà vệ sinh ở đây mình thấy sạch hay là dơ? Dạ, thưa cô là dơ đó.
dơ lắm hả? Vậy thì bây giờ mình có hay dọn dẹp ở nhà vệ sinh hay không? Dạ, nhưng mà lúc nào cũng dội nước nhưng mà nó cứ mùi, nó cứ hôi hôi á con. Rồi mình thấy dơ vậy rồi mình có vô mình đi không? Dạ, vẫn phải ráng đi để... chứ không thôi là bị bệnh đó. Trường tiểu học Mê Linh Đà Lạt có 4 nhà vệ sinh, phục vụ cho trên 1.300 học sinh ở 29 lớp của 3 tầng lầu. Nhưng chỉ có 2 lao công thực hiện tất cả các phần việc, thì không thể nào dọn dẹp sạch sẽ khu vực nhà vệ sinh. Thêm vào đó là công trình trường học tại đây đã qua nhiều năm sử dụng, hệ thống thoát nước và hầm thải quá tải, xuống cấp. Do đó, nhà vệ sinh dơ, thậm chí phân thải không thoát được là điều dễ gặp mỗi khi bước vào. Ban giám hiệu nhà trường biết điều này và để hạn chế sự ô nhiễm, trường đã có biện pháp khắc phục tạm thời như để học sinh cùng tự dọn, dội nước và nếu bắt gặp sai phạm sẽ bị trừ điểm. Cần chơi bây giờ nhé, ví dụ như cô quét ở đây, cô trực ở phòng vệ sinh là học sinh nó đi lung tung rồi. Còn trường việc có những mình học sinh, có hai người làm trong đó gọi giáo viên nữa. Còn một chúng tôi cũng kiểm tra thường xuyên nhưng mà do cái hệ thống vệ sinh nó xuống cấp cũng chưa được cải tạo nên là có những lúc cũng gặp khó khăn trong cái công việc vệ sinh của các em. Thì cái này cũng đã làm giấy, làm tờ trình xin phép các cấp để sửa chữa nâng cấp thì nhưng mà chưa được phê duyệt. Tổng phụ trách là nếu mà thấy học sinh không dội nước như vậy là phải trừ điểm thi đua, rồi nhắc giáo viên chủ nhiệm, nhắc trong sinh hoạt chuyên môn, rồi nhắc trong các cái cuộc họp hội đồng nhà trường để giáo viên chủ nhiệm nhắc các em dội nước. Thì thực ra khắc phục thì nó cũng được phần nào, nhưng mà phần chính là nó vẫn bị ngập nước nó trồi lên, tức là cái đó là đang chờ xử lý. Qua thống kê của Phòng Giáo dục Đào tạo Đà Lạt, thì hiện nay trên địa bàn thành phố có tổng số 66 trường từ bậc mầm non đến trung học cơ sở. Trong đó số nhà vệ sinh ở 34 trường mầm non đã tạm ổn. Còn lại, nhà vệ sinh ở bậc tiểu học và trung học cơ sở thì đa phần khu vực nhà vệ sinh không đạt yêu cầu. Chính điều này gây tâm lý bất an cho học sinh cũng như phụ huynh khi nhắc đến nhà vệ sinh trường học. Nói chung là tôi thấy là hầu như các nhà trường vệ sinh công cộng mà thì nó cũng không được sạch giống như ở nhà, cho nên là mình chỉ cần quan tâm đến nhiều hơn một chút là được, và để cho cháu có sự thoải mái khi mà vừa học và vừa chơi. Qua khảo sát thực tế cho thấy nhiều trường học có thời gian sử dụng khá lâu, cơ sở vật chất xuống cấp, nhà vệ sinh theo đó cũng không được đầu tư sửa chữa, rong rêu phủ bám, hệ thống thoát nước tắc nghẽn gây ô nhiễm quanh khu vực. Ngoài ra cũng phải đề cập đến ý thức giữ gìn vệ sinh chung của các em học sinh là chưa cao, từ đó dẫn đến tình trạng mất vệ sinh, bốc mùi hôi khó chịu. Để giải quyết tình trạng trên thời gian tới, Phòng Giáo dục Đào tạo Đà Lạt sẽ chỉ đạo các trường tuyên truyền cho học sinh về việc giữ vệ sinh chung, nhất là khu vực nhà vệ sinh. Đồng thời sẽ có phương án sửa chữa, nâng cấp một số nhà vệ sinh đã quá thời gian sử dụng. Nhưng đến bao giờ khu vực nhà vệ sinh sạch, an toàn cho học sinh sử dụng, thì ngành giáo dục Đà Lạt vẫn chưa thể khẳng định. Vì vậy, phụ huynh học sinh và các em đang từng ngày sử dụng nhà vệ sinh trong trường học. Rất mong Phòng Giáo dục Đà Lạt cùng với các cấp, các ngành tập trung giải quyết nhanh chóng tình trạng nhà vệ sinh xuống cấp để cho các em học sinh, nhất là ở bậc tiểu học, được an tâm, vui vẻ đến trường mỗi ngày. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Ngày 6 tháng 11, huyện ủy Đam Sông tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2018 với sự tham gia của đội ngũ báo cáo viên huyện ủy. Mỗi thí sinh tham gia dự thi được lựa chọn một phần cụ thể trong các nội dung như nghị quyết hội nghị ban chấp hành Trung ương khóa 12 lần thứ 4, 5, 6 và 7, các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12, các nghị quyết chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10, những kết quả sau nửa nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh gắn với của địa phương, đơn vị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2016-2017 để làm đề cương bài giảng và thuyết trình. Hội thi báo cáo viên giỏi là hoạt động chính trị xã hội quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng của Đảng, đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, trao dồi kỹ năng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bằng ngân sách của nhà nước, trong 6 năm qua, thị trấn Di Linh đã đầu tư trên 100 tỷ đồng xây dựng hạ tầng giao thông đô thị,
Trong đó, vận động nhân dân đóng góp trên 20 tỷ đồng xây dựng hơn 50 tuyến đường giao thông với chiều dài hơn 17 km. Ngoài xây dựng nâng cấp một số tuyến đường nội thị, nguồn vốn này được tập trung xây dựng khu liên hợp văn hóa thể thao huyện, chợ trung tâm, hệ thống cấp nước sinh hoạt, cải tạo, nâng cấp điện lưới nội thị. Đồng thời thực hiện triển khai quy hoạch xây dựng và điều chỉnh bổ sung các khu quy hoạch dân cư, qua đó để giải quyết nhu cầu đất làm nhà ở và chỉnh trang đô thị. Nhờ tập trung đầu tư đồng bộ, đặc biệt là vai trò sức dân đóng góp, nên hạ tầng đô thị thị trấn Di Linh ngày càng khang trang, góp phần nâng cao tiêu chí xây dựng đô thị văn minh của chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Hôm qua 6 tháng 11, trại giam Đại Bình thuộc Cục C10 Bộ Công an đóng quân xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm tổ chức lễ meeting kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống lực lượng công an trại giam 7 tháng 11 năm 1950, 7 tháng 11 năm 2018 và 56 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của đơn vị. Phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân, tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam Đại Bình luôn đoàn kết gắn bó vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng đơn vị vững mạnh, xứng danh với truyền thống của người cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát trại giam. Đến nay, trại giam Đại Bình đã được đầu tư xây dựng kiên cố, có một diện mạo mới khá khang trang với 2 phân trại, một trung tâm chỉ huy và một khu sản xuất, giam giữ gần 1.500 phạm nhân, gồm nhiều mức án và tội danh khác nhau. Trong công tác quản lý, đơn vị đã thực hiện nghiêm quy trình vũ trang, canh gác, dẫn giải, bảo vệ, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng phạm nhân trốn trại hay vi phạm nội quy của trại. Công tác dạy nghề, hướng nghiệp cho phạm nhân được chú trọng thực hiện, để phạm nhân có cơ hội tìm kiếm việc làm, hợp pháp, tự nuôi sống bản thân, gia đình sau khi hết án trở về hòa nhập với cộng đồng. Với những thành tích đạt được, trại giam Đại Bình vinh dự được nhận huân chương chiến công hạng nhì, 2 lần được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bằng khen của Bộ Công an và danh hiệu đơn vị quyết thắng. Dịp này, trại giam Đại Bình đã khánh thành và đưa vào sử dụng nhà truyền thống của đơn vị nhằm ghi nhận những công lao đóng góp to lớn và thành tích của các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong toàn lực lượng. Tiếp theo chương trình là phần tin trong nước và quốc tế. Quýt đường rớt giá, nông dân Bình Phước đứng trước nguy cơ lỗ nặng. Các nhà khoa học Thụy Sĩ công bố một thiết bị cấy ghép giúp người liệt có thể di chuyển bình thường. Là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, xã Ia Trang, huyện Mờ Rắc, Đắk Lắk đã dần thay da đổi thịt nhờ thực hiện chuyển đổi các cây trồng kém hiệu quả sang trồng rừng sản xuất. Trồng rừng không chỉ giúp bà con ổn định đời sống mà còn góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc trên địa bàn. Trước đây, gia đình anh Y Oanh Mờ Lô trồng sắn và cà phê trên đồi, nhưng do đất đồi có độ dốc cao, bạc màu, cà phê không ra quả, sắn cho năng suất thấp, thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống. Được sự vận động của chính quyền địa phương, gia đình anh đã mạnh dạn đầu tư tiền, mua cây giống, phân bón để chuyển đổi sang trồng keo lai. Rồi gia đình tôi trồng keo từ năm 2003, còn là đến nay cũng được 2 vụ rồi. Năm đầu tiên thì gia đình tôi được thu hoạch từ 70 triệu, đến sáng năm thứ hai coi như là tính ra 150 triệu. Từ khi có chương trình trồng keo, ít khi xảy ra cái vụ sạt lở, chung là đời sống của nhân dân hiện nay, tuy rằng chưa thoát nghèo hẳn, nhưng mà đỡ so với giai đoạn trước, báo cáo anh như thế. Nói chung là nhiều hộ xuất phát từ đường trồng rừng, bây giờ có sắm được các loại phương tiện. Để người dân gắn bó với cây keo lai, xã Ea Trang đã cử cán bộ tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, tập trung phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, trồng rừng gắn với bảo vệ, đi đôi với khai thác sản phẩm từ rừng. Đặc biệt, chính quyền xã cũng đã liên kết với đơn vị thu mua keo nguyên liệu cho người dân. Hợp tác xã thì cũng sẵn sàng, luôn sẵn sàng, đồng hành với bà con, là sát cánh bà con, là động viên bà con là trồng rừng và sản xuất là nguyên liệu để hàng năm đáp ứng được cái vùng nguyên liệu cho nhà máy. Diện tích thì hàng năm chúng tôi thường là trồng mới 1.000 đến 1.300 hecta trên cái diện tích mà thu hoạch. Ví dụ tôi thu hoạch 1.300, tôi trồng lại 1.300.
Đấy, thì như vậy là nó vẫn đảm bảo về cái quỹ đất nhưng mà vẫn đảm bảo cái công suất cho nhà máy, mà vẫn đảm bảo cái đời sống của người dân về phát triển kinh tế nghề rừng. Thành công lớn nhất từ chủ trương chuyển đổi các cây trồng kém hiệu quả ở các khu vực đồi trọc sang trồng rừng không chỉ góp phần phủ xanh hàng chục nghìn hecta đất trống đồi trọc mà còn hạn chế rửa trôi do bão lũ, giữ đất, giữ nước ngầm cho sản xuất nông nghiệp. Qua các chương trình 134-135 xây dựng nông thôn mới, xã Ea Trang, huyện Mờ Đắc, tỉnh Đắk Lắk đã vươn lên tạo một diện mạo mới ấm no hơn. Hiện quýt đường vào vụ thu hoạch chính, nhưng người dân ở tỉnh Bình Phước lại đang gặp khó khăn vì giá bán liên tục sụt giảm. Giá cả xuống thấp, đầu ra chậm trễ, thậm chí có nhiều vườn quýt trái đã chín vàng nhưng vẫn không có người thu mua, khiến người dân lo lắng. Điều khiến nông dân lo lắng là dù giá quýt đã xuống rất thấp, nhưng đến thời điểm này rất ít thương lái đến mua. Trong khi quýt đang vào chính vụ, nếu không bán kịp, trái sẽ bị rụng và thối. Nông dân trồng quýt đứng trước nguy cơ lỗ nặng vì chưa năm nào giá quýt đường lại xuống thấp và khó bán như năm nay. Năm nay thì như bây giờ quýt lửa thì lái nó mua ký có 10.000 đến 12.000. Mua xô thì có nhà còn bán được 7-8.000. Có nhà thì 4-5.000 không ai mua. So với năm ngoái thì giảm đi phân nửa luôn. Quýt mà giảm giá như thế này thì dân gặp khó khăn, có nghĩa là mất vốn, mất hết vốn đầu tư luôn. Hiện chi phí đầu tư cho một hecta quýt đường dao động từ 80 đến 150 triệu đồng. Với giá bán như hiện nay, người trồng quýt thu không đủ bù chi phí. Toàn xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài hiện có 180 hecta quýt đường, với hàng chục hộ dân tham gia trồng, trong đó có hơn 140 hecta đang cho thu hoạch. Cái giá cả năm nay nó thấp quá nên là cũng chưa dám bán anh. Nên là cái vườn này thì nó chín vàng rồi là bán được rồi, nhưng mà bây giờ giá nó thấp tụi em chưa có dám bán là không có đủ tiền nó chi phí á. Nên là từ từ tụi em chờ giá coi nó có lên được tí nào không thì tụi em mới bán. Thì cái lượng quýt năm nay thì do mấy năm là đa số một số cái vườn trước năm 2012 đó thì nó già cỗi. Cái hai nữa là diện tích thì ở các nơi đều mở rộng. Trước kia thì có Tân Thành, nhưng giờ các cái huyện, các cái xã đến lân cận đều có mở rộng cả. Cho nên là cái lượng quýt ấy, thì là như vậy là nó nhiều, là cung vượt cầu. Cho nên là cái việc mà hộ nhân dân nữa, các hộ dân đó, là như vậy là không đầu tư chăm sóc cho đúng mức. Cho nên là cái chất lượng quýt nó cũng không được đảm bảo. Trước đó có thời điểm quýt đường được xem là cây trồng mang lại lợi nhuận cao và người dân có thể làm giàu từ loại cây trồng này, nên hàng năm diện tích không ngừng tăng lên. Nay giá thành thu mua quýt đường giảm mạnh khiến cho các hộ nông dân không khỏi lo lắng, đắn đo trong việc tái đầu tư. Nếu như trước đây tỷ lệ ngư dân tử vong hoặc bị tàn tật vĩnh viễn do tai biến lặn ở Khánh Hòa và các tỉnh trong khu vực miền Trung là khá cao, thì trong những năm gần đây, với sự phát triển của y học hiện đại, phương pháp điều trị bằng oxy cao áp đã giúp hàng trăm thợ lặn phục hồi sức khỏe, trở về với cuộc sống bình thường. Bị tai biến khi lặn biển, bệnh nhân Tô Kim Hoàng nhập viện trong tình trạng hôn mê, tay chân cứng, không cử động được, tiên lượng rất xấu. Tuy nhiên, sau khi được chuyển đến Bệnh viện Quân y 87, hồi sức tích cực, đồng thời chỉ định điều trị trong buồng oxy cao áp, hiện tại sức khỏe của anh đã bình phục. Tầm đó là 12 giờ 53 phút á, là máu biểu bạn cho nó dò ghê đi vô lại này đó, nháy lặn mà máu chạy được khoảng tầm 10 phút á. Xong đầu nó lan xuống cái tay đây, xong đầu nó làm tối luôn. Rồi xong đầu vô đoạn nữa, xong đầu mới bỏ xuống giảm áp lần, đâu mới chạy về bờ được. Tay thì cử động được, còn nói chung chân với lỡ cái vùng thắt lưng này là nó nhức không có cảm giác. Chứ còn tím tái không, hồi đó không có nhìn, hai mắt muốn nhắm không mà đâu có biết gì nữa đâu. Hiện nay hầu hết thợ lặn đều không được đào tạo bài bản về nghề lặn cũng như kỹ năng cấp cứu khi bị tai biến do lặn, mà chủ yếu tự học hỏi kinh nghiệm từ những thợ lặn đi trước. Đây là lý do khiến người dân gặp nạn trong quá trình làm việc dưới nước. Điển hình như trường hợp bệnh nhân này gặp tai biến lặn 2 lần trong vòng 8 năm. Nói chung là sống ngờ tử nghiệp mà không làm lái đấy ạ. Từ 7 giờ mình lặn tới 8 giờ lên. Nên nghỉ ngơi cũng 10 phút, 15 phút rồi xuống lại. Cả máy móc rồi cũng dễ mép chứ nước á. Là phỉ em sẽ vô bờ nó nổ mệt lại, em sẽ làm đặt chạy quê cấp cứu luôn.
Khi điều trị bằng oxy cao áp, người bệnh sẽ được thở bằng oxy nguyên chất dưới áp lực cao, làm cho lượng oxy trong máu tăng từ 22 đến 30 lần so với máu người bình thường, hoặc cho thở oxy trong môi trường áp suất khí trời. Thông qua việc hít khí oxy sẽ bù lượng oxy còn thiếu cho cơ thể, giúp các bộ phận bị tổn thương được phục hồi nhanh chóng. Tùy vào từng loại bệnh cụ thể, thời gian điều trị khoảng 1 giờ một lần một ngày. Mỗi đợt điều trị trung bình từ 10 đến 20 lần. Đây là phương pháp điều trị hiện đại được nhiều nước tiên tiến trên thế giới áp dụng. Trung bình mỗi năm, khoa y học hải quân của Bệnh viện Quân y 87 thực hiện hơn 2.500 lượt điều trị oxy cao áp. Đặc biệt, trong 3 năm trở lại đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 87 đã cứu sống hơn 40 bệnh nhân bị tai biến nặng khi lặn biển, trong đó có nhiều trường hợp từ khu vực quần đảo Trường Sa đưa về đất liền điều trị. Trung bình khoảng một tháng một bệnh nhân, những cái đa phần là những cái ngư dân khi bị lặn biển bị các cái tai biến lặn, và cái ngư dân thì tập trung ở các cái tỉnh, cái duyên hải miền Trung như là cái Quảng Ngãi, cái Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Tất cả các bệnh nhân mà nếu đến kịp thời thì đều được cứu sống, và cái sau khi điều trị thì phục hồi hoàn toàn. Theo đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020, Khoa Y học Hải quân Bệnh viện Quân y 87 sẽ trở thành một trong 6 trung tâm y tế biển đảo, có nhiệm vụ tiếp nhận cấp cứu, khám chữa bệnh đặc thù cho vùng biển đảo và làm nhiệm vụ hỗ trợ cấp cứu từ xa. Do vậy, việc phát triển thành công phương pháp điều trị oxy cao áp sẽ là điểm tựa vững chắc giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Các nhà khoa học Anh mới đây cho biết đã phát minh ra một kỹ thuật mới làm cho các khối u đó phát sáng. Điều này sẽ giúp các bác sĩ dễ dàng nhận diện, kiểm soát đầy đủ và từ đó mà loại bỏ thành công các khối u trong quá trình phẫu thuật. Trong thử nghiệm, 99 bệnh nhân bị u thần kinh đệm đã được cho uống hỗn hợp chứa chất 5-ALA trước khi phẫu thuật. Hóa chất này sẽ khiến các tế bào ung thư phát ra ánh sáng màu hồng dưới ánh đèn cực tím, giúp các bác sĩ có thể dễ dàng nhận diện và loại bỏ khối u nhanh chóng, đồng thời hạn chế gây thương tổn đến các tế bào khỏe mạnh xung quanh. Hợp chất đánh dấu này không độc, có nồng độ thấp, hoạt động hiệu quả, ổn định trong thời gian khá lâu, nên có thể hỗ trợ các bác sĩ phẫu thuật ngay cả những ca phẫu thuật kéo dài suốt nhiều giờ. Theo các nhà khoa học, việc cột sống bị tổn thương khiến hệ thống các tế bào thần kinh không thể hoạt động đúng chức năng, do đó làm cho người bệnh bị liệt. Mới đây, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ đã công bố một thiết bị cấy ghép mới giúp người liệt có thể di chuyển bình thường. Cách đây một năm, anh Sebastian Toppler đã tham gia thử nghiệm cấy ghép thiết bị thần kinh nhân tạo do các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ thực hiện. Sau một năm, tôi đã có thể tự mình bước đi mà không cần người hỗ trợ. 16 điện cực được cấy ghép đóng vai trò như một cầu nối không dây giữa não bộ và cột sống, giải mã các tín hiệu điều khiển cử động của não, rồi chuyển tiếp đến phía dưới vùng tổn thương thông qua các điện cực để kích thích đường dẫn thần kinh và thúc đẩy cơ bắp chân. Bằng cách đưa tín hiệu thần kinh đi vòng qua chỗ thương tổn và khôi phục sự truyền đạt thông tin giữa não bộ với các bộ phận liên quan trong tủy sống, chúng tôi có thể chữa trị thành công cho bệnh nhân bị tổn thương một phần tủy sống. Thử nghiệm hiện mới được thực hiện trên 3 bệnh nhân. Nhóm nghiên cứu hy vọng thiết bị sẽ giúp hàng triệu bệnh nhân bị liệt có thể đi lại được bình thường. Hôm qua 6 tháng 11, hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc đã nhất trí soạn thảo các quy định phối hợp trong công tác tuần tra tại khu vực an ninh chung bên trong khu phi quân sự ở biên giới Liên Triều. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ba bên đã tiến hành thảo luận một loạt vấn đề liên quan đến tiến trình giải giáp tại giới SA, trong đó có công tác đánh giá kết quả thực hiện diễn ra trong các ngày 26 và 27 tháng 10, sau khi hai miền Triều Tiên dỡ bỏ các trạm gác, rút quân và những vũ khí tại đây. Cụ thể, ba bên đã nhất trí soạn thảo các quy định phối hợp sẽ được áp dụng trong việc thực hiện tuần tra tại giới SA và sẽ sớm quyết định về những quy định này thông qua trao đổi văn kiện. Tại vòng đàm phán, ba bên cũng thảo luận về cách thức vận hành thiết bị giám sát và các biện pháp điều chỉnh hoạt động của thiết bị. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã phát hiện thêm hai bộ hài cốt binh sĩ tử trận trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tại DMZ. Theo thông báo, các bộ hài cốt đã được phát hiện vào ngày 29 tháng 10 và 5 tháng 11 tại đồi 281, một địa điểm từng là chiến trường giao tranh quyết liệt trong chiến tranh Liên Triều. Cơ quan vũ trụ Nga thông báo cơ quan này dự định xây dựng một căn cứ lâu dài trên mặt trăng. Đây là một phần kế hoạch của Nga nhằm thám hiểm mặt trăng và nghiên cứu vệ tinh nhân tạo với sự trợ giúp của robot.
Trong thông báo, cơ quan vũ trụ Nga cho biết, về cơ bản, đây là một trạm trung chuyển sử dụng robot. Chủ yếu các nhiệm vụ sẽ do robot thực hiện. Các phi hành gia sẽ không có những nhiệm vụ thường trực tại căn cứ này, song sẽ đến đó khi cần thiết. Cơ quan vũ trụ Nga cũng cho biết thêm, chuyến đổ bộ đầu tiên của các nhà du hành vũ trụ Nga lên mặt trăng dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2030. Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết chi tiết sẽ cần bao lâu kể từ khi bắt đầu các chuyến bay thăm dò này cho tới khi hoàn thành căn cứ trên. Cơ quan vũ trụ Nga cũng cho rằng chương trình của nước này nhiều kỳ vọng hơn các chương trình của Mỹ những năm 1960 và 1970. Trước đó, cơ quan vũ trụ Nga cũng cho biết nước này sẽ tiếp cận được với quỹ đạo của mặt trăng chỉ bằng sự hỗ trợ của tên lửa Angara và tàu vũ trụ Soyuz mà không cần tàu vũ trụ có người lái mới. Trước khi kết thúc chương trình thời sự tối nay là giới thiệu về tấm gương sáng của già làng Gia Bá ở xã Đạt Quyên, huyện Đức Trọng trong việc giữ gìn và bảo tồn nét đẹp văn hóa Tây Nguyên. Đoàn kết lại đoàn kết, thành công đại thành công. Giang dây non nước biên rộng, mặt trận ta mãi sắc hoa tươi hồng. Thưa quý vị và các bạn, gương mẫu và luôn đi đầu trong tất cả các phong trào, từ chấp hành pháp luật cho đến xây dựng nông thôn mới, nhất là việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Già Gia Bá ở xã Đạt Quyên, huyện Đức Trọng đã trở thành một trong những tấm gương sáng trong cộng đồng người Chu Ru ở vùng đất này. Về buôn Ma Kê, xã Đạt Quyên, huyện Đức Trọng, hỏi già làng Gia Bá, không ai không biết đến. Ông được xem là người con ưu tú của đồng bào Chu Ru, từng chiến đấu bảo vệ buôn làng trong chiến tranh. Và bây giờ là người tích cực trong việc lưu giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc tại vùng đất này. Với cái tuổi này đã xế chiều, sức khỏe có giảm, nhưng già làng Gia Bá vẫn tràn đầy nhiệt huyết với tiếng cồng chiêng của người Chu Ru. Mỗi khi nghe nhịp cồng chiêng vang lên, thì trong ông như nghe được giai điệu thôi thúc của đại ngàn. Với già, còn tiếng chiêng, tiếng kèn, còn điệu múa xoan, còn những vật dụng sinh hoạt như ké, chum, thì khi đó hồn cốt của người Chu Ru mới còn. Mình cứ luôn luôn mình đi vận động, cái ngày lễ, ngày gì cũng mình cũng đi vận động, chấp hành tốt luật đảng của nhà nước, và đồng thời nó là cái cố tuyển của mình không bao giờ bỏ. Từ cái ví dụ đặc trường hợp, tuy rằng nó tuy đạo nhưng mà nó không bỏ, thì cái này là cái cố tuyển của dân tộc của chúng ta, mình cũng phải động viên. Đạt Quyên là địa phương có trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Chu Ru. Phong tục lạc hậu vẫn còn, nên sự đóng góp của già làng Gia Bá đã tạo nên những bước chuyển biến mới trong tư duy nếp nghĩ của đồng bào bà con nơi đây. Không chỉ gương mẫu trong việc chỉ bảo gia đình con cháu thực hiện tốt chủ trương chính sách, già làng Gia Bá còn vận động bà con giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, dạy cho thanh thiếu niên nhi đồng ở địa phương đánh cồng chiêng, thổi kèn bầu. Hiện nay, gia đình già làng đang lưu giữ 3 chiếc đồng la, 3 chiếc cồng chiêng, kèn bầu và một số vật dụng phục vụ cho các lễ hội bản sắc văn hóa của đồng bào Chu Ru. Với già, chúng là báu vật của người Chu Ru mà già và các thế hệ thanh niên phải cố gắng giữ lấy. Nếu mà nói về là chỗ là phong tục tập quán á, là chú là lưu giữ là cái chỗ mà những cái chỗ mà văn hóa tốt đẹp ấy, từ là chỗ là tác phong đi đứng ăn nói mà giữ lại chỗ văn hóa rất là tốt. Ngoài đó ra thì chú cũng là giữ lại những chỗ là cồng chiêng và một số vấn đề khác liên quan chỗ mà phong tục tập quán của người dân tộc Chu Ru hiện tại chú đang giữ còn tương đối tốt. Tình yêu núi rừng bản làng và tấm lòng của những người con Chu Ru sắc son như già làng Gia Bá đã tạo nên sức mạnh cho tinh thần đoàn kết của bà con ở thôn Ma Kia, xã Đạt Quyên, huyện Đức Trọng. 76 tuổi vẫn thấy ở già một sức sống tràn trề, một niềm tin yêu cuộc sống bản địa và sự cống hiến hết mình cho sự phát triển văn hóa dân tộc, góp phần vào việc bảo tồn và giữ gìn văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên cao nguyên Lâm Đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.